네. 아, 네. 먼저 띵빗 읽어주세요. 네. Để các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ như các tuyến metro, đường bộ và đường cao tốc đang tiếp tục được triển khai cải thiện kết nối giao thông. Các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ như các tuyến metro, đường bộ và đường cao tốc đang tiếp tục được triển khai cải thiện kết nối giao thông.정부의 인프라 프로젝트, 지하철 노선, 도로 및 고속도로 등 프로젝트가 진행 중으로 교통 연결성이 더욱 개선될 것입니다. 네. 네. 정부의 인프라 프로젝트 지하철 노선, 도로 및 고속도로 등이 진행 중으로 교통 연결성이 더욱 개선될 것입니다. 딱 주안 라 프로젝트 보소는 보소 라 인프라 보소 하탄 인프라 그 안에 나는 조금 보소 하탄 보 꺼서 어떤 보소 인프라 라 기초 네네 인프라 네 보소 하탄 그 안에 프로젝트 프로젝트 보소 하탄 뚜인 라 로선 네네네. 정부, 정부의 로선 정부 각 등목 본 와도 메트로, 수원 메트로 지하철, 그 지하철 등보 라 도로 등보 마 중 고속도로 라 고속도로, 고속도로 맞아요. 중 고속도로. 고속 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 참 고속 당 계속 진행 득 진행 진행까지 예 당 진행까지 tiếp tục được triển khai진행까지 인야라지 triển khai là Chinen. 진행 전개 진행까지 한국말로 전개 있어요 진행 전개하다 진행까지 전개하다 같은 말이에요. 전개 전개하다, 진행하다. 같은 말이에요? 지엔까이, 아마, 지엔까이, 전개. 까이, 깨노, 까이텐, 개선 개선, 연결, 깨노이, 연결. 자, 호호호 교통 연결성이 좋아져요. 네. 연결성이 깨노, 예, 개선 좋아져요. 까이텐. 개선 네, 띵빗 먼저 해주세요. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy tiềm năng trong việc phát triển khu vực này với sự kết hợp giữa các cơ hội dân cư và thương mại. Tàu từ nước ngoài nắng tại tiềm năng trong việc phát triển khu vực này với sự kết hợp giữa các cơ hội dân cư và thương mại. 외국 개발업자들이 투자가 이어지며 주거 및 상업 기회가 혼합된 지역으로 더욱 발전할 전망입니다. 네. 네. 외국 개발 업자들의 투자가 이어지며 주거 및 상업 기회가 혼합된 지역으로 더욱 발전할 전망입니다. 유냐 다우투 많은 투자자 유냐 뉴 nhà 다우투 đầu 유아 tư 투자자 là투자자들 네네네 유냐 다우투 nước ngôi 외국 nước ngôi 외국 Nước ngoài là네네 외국 nhan 이루어지다 nhan tại nhan tại nhận tiềm thấy năng tiềm năng nhan tại tiềm năng chấm mắc tiềm năng 보입니다. 기엠낭 이니알라지 전망 tiềm năng là
tròn mang. phần mang chung với phát triển phát triển rồi đi rồi ô khu vực này ý chưa với phát triển rồi đi rồi đã thôi từ kết thúc cho các cô phối chanh cú là có chữ chắc có chữ có chữ có Dân cư là cò chu, chữ có chữ chung cò mày chú sao mày cò, chú cò. nè 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 chanh cú là chữ có và chung mày là sao ngọc bê cô hôi là Sang kỳ ngọc. vệ khi về thì về cả kết thúc chưa có nào bị đều sự kết thúc chưa anh chiều ghi rô phải chờ nơi ý đủ khỏe nè phải vấn đề thiên hành bọn cho kiểu thì vấn đề á, vấn đề thách Thách thức vấn đề vấn đề gì? chậm, rút thông hôn gia bị suy thê cùng thời gian này, ta chủ phát sinh hai mươi mốt, infra kết nối thông nghe, việc hoàn thành những nỗ lực hiện đang diễn ra, tốc độ khăn, đô thị hóa, rồi nên, phạm vi và mít, các chỗ nào trong vùng Này, muốn chê chồng. Phổ thông hôn cha bì chưa thuê cân si cả nhé trả chu bà xe ngã chỉ màn in bra cái xóa nơi thông nghe ý rơi oan hoa rõ nâng rõ nô rõ nghi chỉ nên chúng nghi mì tả cực số khan tổ si hòa rốt mình nghe quả mi hoa mít hát kiểu na bảo nguồn tưng cũng cùng so vi sư ế thầy an Bồ Đà Mỹ chừng gái cả những gió nghỉ xưng già. nè ê tiếng Việt anh Tiếng làm Việt bài gì là nè thách thức ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm là vấn đề phổ biến ở Mỹ Đình. Mặc dù các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đang hướng đến việc giảm bớt tình trạng này. nè anh nói thôi không một cái nè Đấy. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng quá tải và tạo áp lực lên các dịch vụ công như trường học và bệnh viện. nè thức tắc giao thông vào giao tạo đi là vấn vấn đề phổ biến ở mười đình mặc dù các dự án cải thiện có số phát thẳng tăng hướng đến việc giảm bớt bớt tình trạng này quá trình đô thị hóa nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng quá tải và tạo áp lực lên các dịch vụ công nghệ xuống phúc và bên biển ý nghĩa là thách thức muốn chơi chơi mèo thách thức Này, vấn đề thách chấm thức là điểm mùn chơi trong á này điểm vấn đề này này Google thắt giao thông thức thô nghe út thắt thù tròn thù vấn đề tròn có đồ chốn tròn thách thức thắt cặp thân mà hiểu mùn chơi trong này này thù tròn thổ chón nè 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 à thổ dân nhỉ nè nè thách thức thổ dân ok thác ý nghĩa là gì thổ thông ùn tắc thác giao thông là kỳ đi mặc coi thông chống trẻ thác chống trẻ bác khi nâng gọi hôn chạp hồ hôn chặt nè thổ thông hôn chạp giao thông bao bao giờ thời gian bao giờ cao độ phun tiêm là vấn đề phổ biến ở mười đình này thì cứ phổ biến inki
유명한 많은 문제점입니다. 막주 각주 안 가이드. The cao điểm. The cao điểm một bức là Hàn Quốc gọi là gì? Jo Gauden. Jo는 시간 아니에요? Gauden. giờ cao điểm tức그거 là출퇴근 시간 얘기 아니에요? Jo Gauden. 이이 시간에 지점에. 높은 보통 혼자 운전 많이 해요. 출퇴근하는 거 출퇴근 시간 조 가오뎀 출퇴근 시간 주의 퇴근 시간 그 퇴근 시간 디 람백 디냐 조디 람백 조 디냐 네, 주 퇴근 시간. 예조 가오뎀 네, 주 네네 퇴근 시간. 막 미리의 보빈 거기는 막 유명해요. 인기 있어요. 유명한 문제. 네, 문제입니다. 거기는 알려진 맞습니다. 문제예요. 그 막주라 각주안 프로젝트 그러니까 막주 가주 안. 가쏘화탕 인프라 인프라 당흥 렌백점 잠봇 남은 연비 잠옷 짱내 빈장 이 진짱 tình trạng này là tình trạng là ùn tắc giao thông ấy, là Tình trạng tình trạng ùn tắc giao thông ấy, Nè giảm bớt nè tình trạng này Y nghĩa là giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông. À, Wanna, Wanna. Tình trạng chiếm chú 백백쯤 완화하다, 뽁뽁뽁진짬 이런 현상을 줄이려고 하는 단형 노력 중이에요. 소화탕, 고소화탕, 당형, 막주, 개선하는 프로젝트를 막주 인이랄라지? 막조 là là ngữ pháp Đảng Pháp in nè đấy, rô in nè Rồi bùn bóp inê yè Kron rô in nè. project로 인해 개선할 거예요. 과징 도시화 과징 là 도시화 냔 빠른 도시화 과정이 종 보태 종 인이랄라지 냔종 종 Nhanh chóng mà ba đưa tả nhanh chóng. 빠른 ba đưa도시화 kê과정이 잔된 띵땅 아까 띵땅 나왔었는데 띵땅과 tình trạng đó là ùn tắc giao thông. Tintang 과밀화 급속한 과밀화 그냥 띵땅 là 그때 잔된 라 띵땅과 급속한 아마 과밀화 사람 많아요 띵땅 Tình trạng là많아요 상태야. 상태과 너무 많이 있어요 과따이 너무 많은 상태예요 과따이 과밀화 상태로 잔된 봐요 과따이 과따오 만들어요 압력 가중 그러니까 직구 서비스 직구 공공 서비스 중학 학교나 맨 병원과 같은 공공 서비스를 올리도록 해줘요 힘들게 해줘요 Quá tải. Quá아마 tải là gì?과당 Quá tải. Ờ, À. à, À. quá tăng, ô đâu? Quá trình đô thị hóa nhanh chóng rồi Quá dẫn trọng, đến quá trọng, quá trọng. Quá, quá tình trình, trạng quá trọng. quá tải. Quá tải는 그 많아요. 과중, 많아. 많아요. 좀 과중. 많은 띵짱. 정도? 많아요. 과밀화, 과다. 과밀화. 고태잔된
tin chẳng quá tại đó mua mà này ạ. Nó mua mà nào À, phá mi ra. Cái mô yếu được sao? quà À, mi là saram quà tuyệt mi đi là bán đi sao như dân bạch sông sông ô tô thị của mình tin nè quà mi là quà. nè chung hâm bôn thiên biết thì cái hay bài đó Nè, thắc thách thức thức tổ chân tổ chân tình trạng ùn tắc giao thông là ùn thông hôn chắc. Tình trạng ùn tắc giao út thông thức út thức đang giao thông thường đang phát thì triển thường xuyên phát sinh thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, nhưng mà thông qua cái son cải tiến thông qua cải thiện cơ ô sở hạ tô tầng tăng thì hàng có số hàng tăng đang đang trong quá trình nè nỗ lực để hoàn hoa tả là gì, để đang trong đang đang tiến hành trong quá trình nỗ lực để cải thiện vấn đề này thông qua thông qua cái triển khai cơ sở hạ tầng nè cái son là cải thiện cái son cải thiện trong qua cải thiện cơ sở hạ tầng. Toàn hoa là gì? quan hóa là sức kia hạt vi tăng quan hóa Toàn hoa ha tả là gì? sức kia bản tư tả À, ship kê màn tư tác là à đang à tăng đang làm đang tạo ra à đang đang tạo ra điều này một cách dễ dàng à? nè thắng được chút khăn thôi chưa à nhận 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 tốt thi hoa Dẫn đến đô thị hóa cổ cục nhận cực nhận xúc nhận tốt nhận cô tốt nhận tốt các hoa mi ra dịch là vụ công cộng tay qua tay qua tay qua tay có gì cả nâng xong đang có thể tăng gánh nặng là gánh nặng mà về các dịch vụ công như là bệnh viện, trường học hay là đô thị, dịch vụ à, công quá dân quá tải do cái quá trình đô thị hóa nhanh chóng cực sốc là nhanh chóng à cực nên sốc ăn cùng si thì đang đang có thể đang tăng nè này gánh nặng về dịch vụ ấy, dịch vụ công cùng công service nè nè dịch vụ công nước trung học tình có và bên biên nè tin chẳng dẫn đến tin chẳng tôn trọng hơn luôn bidding bất động sản thị trường hoang hoang đối với 있으며 고급 중급 및 상업 투자 기회가 혼합된 지역입니다. bidding은 향후 주거 및 비즈니스 부문 모두에서 계속해서 성장할 것으로 기대되는 주요 지역입니다. Này, cả đơn cho cửa đồ mì tình ngư bù tung san si chẳng ngân hô hoang ngân đúng đi cô sư mèo cổ cấp trường cấp mít sang ngóc thu cha kỳ về ca hôn áp tuyên chỉ do kim mì tà mì tình ngân nhang ngu chủ co mít bì chư nít sư bù môn mồ tu về do kẻ sốc kẻ sò
Song cha ngay có sự đồ ký tê tuyến nên chủ yếu chỉ ông yêu đi đàn. Nè, tiền viết. Để có thể thấy không? Nhìn chung, thị trường bất động sản tại Mỹ Đình đang phát triển mạnh mẽ, cung cấp cơ hội đầu tư trong cả lĩnh vực nhà ở và thương mại. Đây là khu vực đáng chú ý với sự phát triển bền vững trong cả hai lĩnh vực này trong tương lai. Minh chứng thị trường bất động sản tại Mỹ Đình đang phát triển mạnh mẽ, cùng các cơ hội đầu tư trong cả lĩnh vực nhà ở và thương mại. Đây là khu vực đáng chú ý với sự phát triển bền vững trong cả hai lĩnh vực này trong tương lai. Nhìn chung là 보면 마지막으로 니는 보다예요. 니는 언론. Nhìn là mô tả.예, 니는 Nhìn là chung. 마지막. Nhìn chung là gì?중 결론적으로 마지막으로 살펴보면 시중 부동산 À, 마지막. 미든에 있는 뭐라? 부동산 시장은 크게 발전해요. 만매 크게 크게. 크게 발전할 거 하고 있어요. 공급 공급도 해요. 또 공급 투자 공급 기회도 줘요. 린북 야오라 주거 네, and nhà ở là chú có. trung mại Sang ngóc. 상업에 관한 연계 있어요. 모든 게 투자 있어. 달라 그게 부북당 그 지역은 그 달라 지역은. 부북 당 주의 보이 주의 계속 보이 수 Đây là파티 khu vực đáng chú멘붕 ý. Ý멘붕 là khu vực này đáng quản멘붕 심히 많아 많아. 오케이 관심 달라 관심이 많아요. 네, 멘붕 종가 하이린 북 나이 좀 정말 창업에서 중라인은 중라인 미래 앞으로 미래 미래에서 이 미래에서 연관 두 지역 하이런 북 hai lĩnh vực này. Nghĩa là lĩnh vực nhà ở và thương mại, chủ co quá, sang ngóc두 thì가지 gọi là두 가지 chủ ca chỉ.부문 모두에서 주거 및 비즈니스 두 가지에서 기대해요. 주요 지역입니다. 꾸북 델라 꾸북 당주라 주요 지역. 다음 주의, 주의. 네, 또이 주의. 주요 지역 발전할 수 있어요. 다음 주의. 네. 아, 관심 많다. 아, 예, 관심 말라. 관심이 있는 지역입니다. 이곳은 관심, 주의를 가지고 있는 지역입니다. 네, 땡볕. 네. Nói có đơn chọc rô, nói chung nên chung. thị trường bất động sản ở Mỹ Đình có xu hướng Chung không? hô hoang là gì? Hoang là chung hoang là phát triển cái mà để phát triển Đang có nù đi đà, hô hoang ngươi nù đi đà là phát triển à? nè nè phát Đây là khu vực, triển các bạn đọc đúng không? đây là khu vực Nè. hôn hấp tổng hợp. Yeah. Hôn hấp là gì? Tổng hợp à? Hôn hát là cùng nhau Cơ hội đầu cơ tư hội đầu tư và nhà ở đầu tư nè kinh doanh và nhà ở cao cấp và trung cấp à? nè thương mại đầu tư kinh kinh Đầu tư doanh này nhưng mà thương mại.
trung cấp và cao cấp, Mỹ À. Đình, Đây là đây là đây là đây là đây là khu vực đáng chú ý à, chủ yếu khu vực chủ chú ý chủ tăng chú ý chủ tăng đáng chú ý chú ý để phát triển phát triển liên tục ai 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 về tất cả liên tục các bù môn là tất cả lĩnh vực, liên tục kinh vực nhà ở nhà ô và và thương mại thương mại business. à Hangu là gì? hàng là apro thương mại Apuro chung lại chung chung lại vì à, đề trong vì tương lai đề à, vì đề vì đề à mire tương nè lai chung lại chung nè, chung chung lại là để so về tất cả lĩnh vực thương mại và nhà ở tương lai.이거는 이제 이번 주제는 부동산 일할 때 어떻게 하면 고객 많이 모이는지 방법 AI한테 물어봤어요. 그래서 그거 내용 그때 혹 일단 글씨 작으니까 자 라뇨 네자백자자라아론 글씨 크게 만들어요. 오케이. 네. 잠깐만요. 그 마케팅 공부했어요? 그 대학 다닐 때 경제 공부했으면 엠다 혹 긴데 오 다이혹 그러면 그 마케팅 뭐예요? 마케팅 là kinh doanh. kinh doanh là마케팅도 공부해요? 엠다 혹 마케팅 kinh doanh 안 nhiều.안 Là 했어요? 전공 môn tròn. Chế chọn công ngân경제? với kiểu À, 회계. 마케팅 마케팅. 아니에요. 그러면 회계는 계산 잘하겠는데. 잠깐만요. 계산. 잠깐만. 이상하게 잘못했어. 내가 잘못했어. 잘못 만졌어요. 다시. 마케팅에 관한 거 공부하면 좋아요. 네. 마케팅. 이거는 부동산 비즈니스 할때 어떻게 하면 고객 많이 만들 수 있는지 에 대한 내용인데 한번 같이 공부해 봅시다. 일단 글씨 크게 하고. 부동산을 판매하기 위한 고객을 만나는 방법에는 네트워킹, 온라인 존재감, 적극적인 아웃리치가 포함됩니다. 아래는 효과적으로 고객을 만날 수 있는 방법입니다. 네. 네, 부동산을 판매하기 위한 고객을 만나는 방법에는 네트워킹, 온라인 존재감, 적극적인 아웃리치가
포함됩니다. 아래는 회화 적으로 고객을 만날 수 있는 방법입니다. 이거 영어를 시행한 즉두 시행한 쌍 시행한 영어를 한국어로 번역한 거라서 조금 이상해요. 약간 내용 이상하지만 베트남어 한번 읽어주세요. Nghe. Gặp gỡ khách hàng tiềm năng để bán bất động sản yêu cầu sự kết hợp giữa mạng lưới kết nối hiện diện trực tuyến và tiếp cận chủ động. Dưới đây là cách bạn có thể kết nối hiệu quả với khách hàng. Của khách hàng tiềm năng để bán động sản yêu cầu sự kết hợp giữa mạng lưới kết nối hiệu hiện diện trực tuyến và tiếp cận chủ động rồi đây là các bạn có thể kết nối hiệu quả với khách hàng của khách hàng. Ok. Cặp cô ý nghĩa là gì? Cặp cô bạn nào ta à Mắn nào ta? cô Khách cô hàng người phục mạnh vụ. là người thiên nhân Tiềm năng khách hàng tiềm năng là khách hàng có nhu cầu với quan sim quan yeah. sim Quan sim mịt sò. Quan tâm đến 고객을 만나는 것, 팀장, 네, 부동산, 요구, 수 계속 연결되는 걸 요구합니다. 부동산에 관심이 있는 고객 만나는 거는 로이 켄노이 연결이에요. 켄노이 Kết망로이라, nối là dọn coi연결. 망로이라 마케팅, 망로이라 kết네트워킹, hợp giữa mạng lưới kết nối Mạng lưới networking. Mạng lưới kết mạng nối là networking. nè. Networking là보통 사람들 만나는 방법 여러 가지 도축 단체나 이런 거 연결되는 거 얘기하는 것 같아요. 그다음에 현재 있어요. 현재 적주행이나 Hiện온라인. diện trực tuyến thì온라인 이상하죠? 이상해요. Hiện diện trực tuyến 좀 이상해요. 그러면 그 온라인 이용 수중 척추엔 괜찮아요? 온라인 이용 이용 là sử dụng internet. 네네네네 수중 척추엔 그 Sử dụng온라인 사용하는 거는 이게 빠른 고객 만나는 좋은 방법 중에 하나예요. 관심이 있다면 팁간 수동 tiếp팁간 cận chủ động, tức là chọc tiếp cận là chọc chọc cân nào접근 주동 là chủ 주동 động chủ động네 chủ động 아니에요 네 주동 chủ động 아니에요 공개 몰라요. 하여튼 접근 네트워킹 일단 접근 네트워킹 온라인 사용 그다음에 만나는 기회, 뭐, 요일에 이런 것은 각반, 여러분이, 각반 방법이죠. 네, 방법. 여러분이, 연결할 수 있어요. 효과. 뭐, 각한, 고객과 효과적으로 연결할 수 있게 해줍니다. 아까 주동 의미가 뭐냐면, 이거 아울리치는 좀 주동 적극적인 주동 적극적이다 주동 적극적이다. 예예예 주동 도 động là 적극적 적극적인. 주동 개인 네트워크 활용 친구 가족 지인들에게 연락하기 개인 네트워크는 좋은 시작점입니다 부동산을 판매하고 있음을 알려주면 그들이 잠재적 구매자를 알고 있을 수 있습니다. 네. 네.
에인 네트의 후 황화용 친구가 족 지인들에게 연락하기 개인 네트워크는 전 시작점입니다. 부동산을 판매하고 있음을 알려주면 그들이 잠재적 구매자를 알고 있을 수 있습니다. 네, 땡백. 잠깐만요. 깐중망로이 까냐는 개인이에요? 네, 네. 개인네요. 네, 읽어주세요. tôi mất lời cá nhân liên lạc với bạn bè, gia đình và người quen. Mạng lưới cá nhân là một điểm khởi đầu tốt. Hãy cho họ biết bạn đang bán bất động sản vì họ có thể biết những người mua tiềm năng. Tăng chúng mắng lỗi cá nhân liên lạc vội bạn bè trả tin và ngồi khuất mắng lỗi cá nhân là một tiếng thôi tàu thất hai chỗ phổ biến bán tăng bất động sản vì họ có thể về những nỗi mua thêm năng. 이거 단중 연결하세요. 개인을 막 연결하는 단중 방법 연락하세요. 친구 가족 요이권 뭐예요? 요이권 아는 사람? người quen là아는 사람. 네, 지인들. 망로이 가냔 그 개인 네트워크는 마 디엠 코이다우 코이다오 하는 좋은 방법이에요. 코이다오 소개해요. Một điểm khởi đầu tốt네. là si chắc chom. 코이다오 시작점에 좋습니다. 하세요. 하이. 요호 그들에게 알게 만들어 주세요. 당신이 부동산을 팔고 있다는 걸 그러면 그들이 꽃에 배뇽 요이 뭐 땜당 그 잠재적인 사는 사람 구매자 구매자. 뇽 요이 뭐 땜당 구매자를 알수 있기 때문에 부동산을 팔고 있다고 알려주세요. 가까운 사람에게 먼저 알려주라는 좋은 방법인 것 같아요. 그러니까 중요한 거 관종라 또 나의 직업은 뭐 예를 들어 부동산 판매입니다. 이거를 알아야 사람들이 소개해 주는 저 소개하다 뭐예요? 드디어 저죠. 네. 그 소개 중요해요. 소개는 비즈니스에서 마케팅 중에서 가장 쉬운 것 마케팅이 소개. 요튜브 라 마케팅 제안 인력 제안 네 오늘 여기까지 해요 끝냈어요 네, 네 알겠습니다. 담비에 네 수고하셨습니다 바이바이. 네 담비에 수고하셨어요. 네